quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu thông báo kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Các cơ quan đơn vị tổ chức phát động thi đua xứng danh chiến sĩ khu 5. Các phóng sự, mệnh lệnh từ trái tim. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế quân nhân. Tạo niềm vui cho bộ đội ngày nghỉ cuối tuần. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị thông báo kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 đã thông báo thông tin về công tác chuẩn bị, diễn biến kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Theo đó, sau 4 ngày làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp. Đại hội là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Thành công của đại hội sẽ góp phần vào thành công của đại hội lần thứ 13 của Đảng và là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị, tổ chức quán triệt, phổ biến kết quả của đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, hăng hái thi đua, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, lao động sản xuất, học tập, công tác tốt, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 16 tháng 10 1945, 16 tháng 10 2020, hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Cục Chính trị Quân khu tổ chức phát động đợt thi đua xứng danh chiến sĩ khu 5. Thời gian thi đua từ ngày 1 tháng 10 đến 22 tháng 12 chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 10 đến 16 tháng 10, giai đoạn 2 từ ngày 17 tháng 10 đến 22 tháng 12 với các nội dung chỉ tiêu thi đua giành ba nhất, nhận thức trách nhiệm tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Dịp này, Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức sơ kết và trao thưởng cho 4 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ quyết thắng, bằng khen của Tư lệnh Quân khu cho một tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và trao huy chương quân kỳ quyết thắng của Chủ tịch nước cho 12 cá nhân đã có thời gian 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang nhân dân. Cũng trong thời gian này, Cục Hậu cần Quân khu cũng tổ chức phát động đợt thi đua xứng danh chiến sĩ khu 5 với nội dung thi đua tập trung vào năm nhất, nhận thức trách nhiệm tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, thực hiện công tác bảo đảm kịp thời nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực nhất. Dịp này, Cục Hậu cần Quân khu đã tổ chức sơ kết và tặng giấy khen cho 3 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng. Tại Sư đoàn 315, Ban chỉ đạo diễn tập quân khu tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một tiểu đoàn và hỏa lực của trung đoàn tham gia bắn đạn thật. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo. Với đề mục Sư đoàn Bộ binh Phòng ngự,
Cuộc diễn tập diễn ra trong 3 ngày với 3 giai đoạn, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn bắn đạn thật. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng tổ chức hiệp đồng, xử trí các tình huống trong chiến đấu của sư đoàn, đánh giá năng lực tham mưu của cơ quan, trình độ sử dụng các loại vũ khí trang bị của chiến sĩ trong thực hành bắn đạn thật, qua đó làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện để tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập trong những năm tiếp theo. Thường vụ Đảng ủy Quân khu vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp, trung cấp, sơ cấp cho cán bộ hiện đang công tác tại Tòa án Quân sự Quân khu. Các đồng chí được bổ nhiệm đợt này gồm Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu được bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp, Thiếu tá Nguyễn Tấn Tùng, Phó Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 1 được bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp, và Đại úy Nguyễn Xuân Kỳ, Thư ký Tòa án Quân sự Quân khu, được bổ nhiệm chức danh thẩm phán sơ cấp. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu, chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm trong đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, học tập các văn bản pháp luật để nâng cao trình độ năng lực xét xử, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 5, 16 tháng 10 1945, 16 tháng 10 2020. Giải thể thao lần này quy tụ 30 vận động viên thuộc 7 khối thi đua của Bộ Tham mưu, tham gia tranh tài ở 2 môn thi đấu là cầu lông và quần vợt. Giải đấu là điều kiện cho cán bộ nhân viên chiến sĩ giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao thành tích thi đấu, cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua thi đấu để phát hiện, lựa chọn những đồng chí có tố chất năng khiếu, tiếp tục bồi dưỡng tham gia hội thi hội thao thể dục thể thao do quân khu tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, giúp dân trong thiên tai lũ lụt luôn là mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình của những người lính Cụ Hồ. Những ngày qua, khi người dân Tây Giang gặp khó khăn do mưa lũ, hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam xung kích giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống đã một lần nữa khẳng định ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội. Cánh đồng tan hoang sau trận lũ. A San là xã bị nặng nhất trong đợt lũ vừa qua của huyện Tây Giang. Hơn 40 hectare vụ lúa hè thu của bà con nông dân bị vùi lấp. Nhiều hộ nông dân mất trắng. Các đập thủy lợi, kênh dẫn nước đều bị sạt lở, thiệt hại ước tính hơn 50 tỷ đồng. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy một trận lũ lụt như thế này. Trận lũ lụt đã tàn phá hết hoa màu của nhân dân, tàn phá hết cầu cống rồi, trường trại của địa phương là hư hỏng hết. Trong đợt mưa kinh hoàng, quả núi phía sau nhà bà Hôi Thị Ngâm đổ xuống. Chỉ kịp chạy lấy người, nhà bà bị đất lấp đi một phần. Nhận được tin báo, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tây Giang, lực lượng dân quân thường trực xã, đồn biên phòng A San cùng chính quyền địa phương và bà con hàng xóm đến giúp gia đình bà Ngâm thu dọn và sửa chữa lại ngôi nhà. Trong trận lũ lụt vừa rồi thì nhà mình cũng bị sạt lở rất là nhiều. Hôm nay, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các anh bộ đội, công an và nhân dân, gia đình chúng tôi rất là cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhiệt tình. Trận mưa lớn xảy ra do hoàn lưu bão số 5 gây ra, chưa từng thấy trên địa bàn huyện Tây Giang, đã làm 4 xã gồm A San, Trở Hy, Gari, Trở Ôm bị cô lập, thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại trên địa bàn huyện hơn 125 tỷ đồng. Trước tình hình trên, lực lượng vũ trang huyện đã nhanh chóng cử lực lượng cơ động về cắm chốt ở địa bàn xã. Các anh đã cắt đường vượt rừng, vượt lũ đến với nhân dân ở những điểm nóng bị cô lập, di dời nhân dân ra khỏi vùng lũ, giúp đồng bào nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chúng tôi giúp đỡ các hộ gia đình, trước mắt là những hộ gia đình mà bị sập nhà cửa và sau đó là sẽ tiếp tục huy động là bà con và cùng nhân dân trong thôn để khắc phục các cái công trình còn lại như là ruộng vườn của bà con. Cùng chung tay góp sức với huyện Tây Giang,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động gần 70 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 885 khẩn trương hành quân về giúp đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại hai xã A Nông và A Tiêng, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn phối hợp với lực lượng dân quân thường trực, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cùng bà con nhân dân tiến hành đào đắp, vận chuyển được hơn 750 mét khối đất đá, sửa chữa khắc phục hơn 2 km đường ống dẫn nước sinh hoạt, thu hoạch 5 sào lúa vụ hè thu, tổ chức cắt tóc cho người già, trẻ em, đồng thời tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Lực lượng của tỉnh chia làm hai vị trí để tiến hành lao động. Đảm bảo sau đó mà mỗi khu vực lao động là đảm bảo là cái ngày công lao động phải đạt hiệu quả. Và cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh đến với dân Tây Giang lần này cũng như các lần trước đến với đồng bào vùng lũ lụt là theo tinh thần là giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ. Cho nên là tất cả cán bộ chiến sĩ là rất đồng lòng và tập trung làm việc với tinh thần rất trách nhiệm. Mong sao là rất sớm để cho bà con sớm ổn định được cuộc sống. Đơn vị chúng tôi đã tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ xác định đây là một nhiệm vụ chiến đấu của người lính trong thời bình và xác định giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ. Vì chúng tôi là tổ chức thực hiện nhiệm vụ giúp dân từ những công việc nhỏ nhất để nhanh chóng giúp cho đồng bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đây là lần đầu tiên em thực hiện công tác dân vận giúp bà con tại huyện Tây Giang. Cảm thấy đời sống bà con tại huyện Tây Giang rất là khó khăn. Em sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn. Trước những việc làm thiết thực, đầy tinh thần trách nhiệm của bộ đội, cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân, ai nấy đều phấn khởi vui mừng. Tôi rất cảm động. Khi nào dân gặp khó khăn, khi nào thiên tai, lũ lụt, nhưng các anh bộ đội có tinh thần trách nhiệm cao, rất tâm huyết, nhiệt tình, giúp đỡ nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và quân đội. Những lúc khó khăn, tình đoàn kết quân dân lại càng được tô thắm, gắn kết lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Đối với những người lính, đó không chỉ là trách nhiệm với dân mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng thực hiện thành công mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Xác định rõ điều này, Bệnh viện Quân y 17 Quân khu 5 đã triển khai các giải pháp đồng bộ, cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chất lượng, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hôm nay, ông Đinh Mười đến tái khám, theo dõi tình trạng bệnh huyết áp theo lịch hẹn. Việc có bảo hiểm y tế giúp ông yên tâm hơn trong quá trình khám chữa bệnh, chi phí thuốc. Khi cháu nghỉ hưu thì bảo hiểm y tế sẽ chuyển về bệnh viện 17 quân khu 5. Và trong quá trình thời gian điều trị ở đây thì y bác sĩ bệnh viện quân y 17 là rất tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm. Chú điều trị từ năm 2007 đến giờ thì bệnh ngày càng tốt hơn so với lại trước. Là bệnh viện tuyến cuối quân khu, để nâng cao chất lượng điều trị, nhất là với đối tượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bệnh viện Quân y 17 đã chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn, chẩn đoán, áp dụng nhiều thiết bị kỹ thuật mới trong khám và điều trị. Thủ tục khám chữa bệnh từng bước được cải cách, đơn giản hóa, từ 8 còn 6 bước, giảm thời gian chờ và đi lại của bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã tập trung mọi cái nỗ lực đầu tư ở cái mức độ cao nhất để bảo đảm cho cái phục vụ cho cái công tác khám chữa bệnh bảo hiểm nói chung và cái bảo hiểm y tế quân nhân nói riêng. Bệnh viện đã đầu tư cái hệ thống mà trang thiết bị về kỹ thuật bấm số tự động để cho bảo đảm về vấn đề bệnh nhân khám bảo hiểm y tế cũng như quân nhân được khám bảo đảm theo thứ tự, tránh cái vấn đề ùn tắc, ùn ứ cục bộ. Riêng đối tượng là quân nhân, bên cạnh việc được ưu tiên trong đến khám, bệnh viện phối hợp với đơn vị thiết lập hệ thống sổ riêng để thuận lợi trong theo dõi, tư vấn khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế một quân nhân phải có để cấp khi mà có những cái hiện tượng lạ hay là có những bệnh trong người
thì được chuyển vào viện để kiểm tra cho cơ thể tốt hơn để đảm bảo cho việc học tập và rèn luyện. Những giải pháp của Bệnh viện Quân y 17 đã triển khai thời gian qua đã giúp người bệnh được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế ngày càng cao, đồng thời thể hiện tính ưu việt trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của hậu phương chiến sĩ, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, để có được những ngày nghỉ cuối tuần thực sự bổ ích theo tinh thần, vui khỏe ý nghĩa, thời gian qua, Trường Quân sự Quân khu đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ chiến sĩ. Đây không chỉ là điểm nhấn trong hoạt động văn hóa văn nghệ của đơn vị, mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Sân vận động Trường Quân sự Quân khu trong những buổi tối cuối tuần luôn rực sáng ánh đèn và rộn ràng tiếng nhạc. Những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ như thế này đã trở nên quen thuộc với cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu. Đối với binh nhất Nguyễn Duy Đông, được tham gia các buổi sinh hoạt văn nghệ là cơ hội để anh có dịp trò chuyện, hiểu rõ thêm về tình đồng đội và vơi đi nỗi nhớ gia đình, người thân. Từ khi vào đơn vị thì em cảm thấy không nhàm chán và buồn tẻ vì những ngày cuối tuần đơn vị luôn tổ chức những hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ. Qua những hoạt động đó thì em cảm thấy giảm bớt mệt nhọc và khó khăn qua những giờ huấn luyện, tiếp thêm năng lượng cho những ngày làm việc mới. Tôi là một người thích ca hát và văn nghệ và nhờ từ khi bước vào ngôi trường quân sự quân khu 5 này, tôi nhờ vào những cuộc thi, hội thi như thế này, tôi giao lưu học hỏi được nhiều kinh nghiệm và nhờ đó tôi hiểu được tính cách đồng đội của trong đơn vị. Để hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần tránh tình trạng đơn điệu nhàm chán và thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, hàng tháng nhà trường thường xuyên lập kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động vui chơi và có lịch duy trì hàng tuần với những nội dung hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với tâm lý và sở thích của bộ đội. Hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần của bộ đội luôn được đảng ủy, ban giám hiệu, nhà trường, cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện có nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Trong đó 25% quỹ thời gian là dành cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ không chỉ bồi dưỡng năng khiếu rồi khả năng tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học viên mà còn tạo sự gắn kết, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cấp trên cấp dưới, là tình đồng đội đồng chí, và qua đó mối quan hệ đoàn kết nội bộ ngày càng bền vững. Giờ đây, mỗi ngày nghỉ của cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu thực sự trở thành một ngày hội, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội để các anh thêm gắn bó với đơn vị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.